thầy sữa nhau đấy. Anh thầy nhá, với thời gian thì để mình tập luyện hàng ngày cho giọng hát của mình bình táo hơn, có cái khoe giọng hơn, bởi vì anh cảm thấy em rất an toàn. Em mà bỏ cái đàn ra còn hát trên phố nhiều hơn nữa, đa phần những người chơi nhạc cụ đều như thế. Bây giờ em bỏ đàn ra hát chay cho em nghe. Xin chào các độc giả của Thế Giới Văn Hóa Online. Mình là Aiden đến từ công ty giải trí ST419. Ngày hôm nay thì Aiden cùng với ST419 tổ chức một buổi audition tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm để tuyển chọn những thực tập sinh có tài năng đặc biệt và có khả năng tốt về ca hát cũng như vũ đạo để có thể trở thành những thực tập sinh rất là tài năng của công ty giải trí ST319. Và về để nói về boy band mà ST419 sắp ra mắt thì đây là một boy band mà rất là trẻ trung và mang hơi hướng hiện đại. Lần này thì ngoài việc tuyển chọn thêm các thành viên cho các cái dự án sắp tới của ST319 thì Aiden cũng mở thêm những cơ hội để cho chính tất cả những bạn đang tham gia thi tại ba tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng có thể là một trong những thành viên còn lại của boy band ST319 sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Cái buổi tuyển chọn ngày hôm nay thì chỉ duy nhất để tuyển chọn thực tập sinh làm ca sĩ, chứ không phải là một buổi mà để audition casting dancer của nhóm nhạc ST319. Qua rất là nhiều lần audition tại hai miền Nam Bắc thì Aiden cũng nhận thấy một điều là ở ngoài Bắc thì các bạn ý cái khả năng ấy nó khá là đều, hầu như là bạn nào cũng có khả năng ngang nhau, nhưng mà ở Thành phố Hồ Chí Minh thì bạn nào mà đã tài năng thì sẽ bật hẳn lên so với tất cả những bạn còn lại. Cho nên là ở Thành phố Hồ Chí Minh thì mình cũng cảm giác là các bạn ý cũng rất là tự tin hơn, và mình cũng rất là thích xem và tổ chức audition tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra thì nếu mà để mà nói là từ sáng đến giờ thì theo cái tiêu chuẩn của Aiden thì chưa thấy bạn nào mà cảm thấy là nó phù hợp lắm, nhưng mà cũng có một vài bạn khá là sáng và có thể mài giũa được. Tuy nhiên điều này thì Aiden sẽ còn phải bàn bạc rất là nhiều với cả ban giám khảo. Ngày hôm nay thì các bạn thí sinh đến đây với một cái tâm thế rất là tự tin và những cái phần thể hiện của các bạn ý khá là tốt. Có những bạn thí sinh thì đã thi lần 2, lần 3 rồi nhưng mà các bạn ý vẫn cũng Aiden cũng cảm nhận được thấy cái sự cải thiện rất là lớn của các bạn. Chính vì thế nên là rất là vui khi mà nhìn thấy được cái sự đầu tư của các bạn thí sinh. Thực ra thì các thành viên còn lại của boy band hiện tại bây giờ Aiden cũng đang có khá là nhiều lựa chọn trong công ty rồi. Tuy nhiên là Aiden vẫn muốn là có thêm cơ hội cho chính bản thân mình để có thể lựa chọn được thêm nhiều các bạn tài năng hơn, và cũng có thể là có những cái khả năng đặc biệt hơn. Về tiêu chí thì cũng không phải là một tiêu chí gì quá khắt khe, chỉ đơn giản đầu tiên là bạn có khả năng nổi trội. Về đầu tiên phải là ca hát là vấn đề hàng đầu, sau đó thì là đến vũ đạo cũng là một cái điểm cộng lớn, và ngoại hình cũng là một cái mà Aiden rất là chú ý. Khi mà bạn có sở hữu một cái ngoại hình sáng thì mình làm nghệ thuật hay là mình làm bất kỳ một điều gì đấy thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Hiện tại thì đây mới chỉ là vòng gọi nôm na vui là vòng gửi xe, tức là một cái vòng sơ loại đầu tiên, sau đó thì các bạn sẽ ở lại và sẽ có những cái kiểm tra chuyên sâu hơn tại vòng số 2 ngay tại đây, và sau đó thì các bạn ấy sẽ được trao đổi để tiếp tục thử thách qua rất là nhiều vòng ở miền Bắc. Nếu như mọi người có theo dõi thì boy band lần này thì Aiden làm theo một cái cách giới thiệu đến khán giả rất là khác. Tức là mình đã giới thiệu từng thành viên một đến với khán giả. Người đầu tiên của boy band chính là Eric với ca khúc Hit Sau Tất Cả. Và vào tháng 8 này thì là tiếp tục một bộ đôi rapper, đó là Key với Nicky. Dạo gần đây thì Aiden cũng có giới thiệu đến các bạn. Và dần dần thì hai thành viên còn lại sẽ được hé lộ. Tuy nhiên là về vị trí của hai thành viên còn lại thì hiện tại vẫn chưa được fix. Và xin cảm ơn các độc giả của Thế Giới Văn Hóa Online, và mong là trong các dự án sắp tới của ST319 cũng như là những dự án mà Aiden sản xuất sẽ được nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ của tất cả các bạn. See you! Dạ, xin chào tất cả các vị khán giả của Thế Giới Văn Hóa. Em tên là Đoàn Thế Lân và năm nay 16 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Lúc sáng thì em hát bài Chờ Em Trong Đêm, và khi
nghe là mình được vào vòng trong thì em rất là vui và cũng rất là hồi hộp, tại vì vòng trong thì chắc chắn nó sẽ khó hơn và nó sẽ gắt hơn. Yêu và yêu mãi nhé, chẳng vì sao lại yêu mãi thế, lời nói đó cũng chỉ là như phút giây ban đầu mình mới quen nhau, để giờ đây vỡ tan mang đêm xuống mình anh, chờ mong em trong đêm lạnh.